Hiện nay, do dịch bệnh đang chuyển biến rất phức tạp, làm cho nền kinh tế sụt giảm trầm trọng. Tuy nhiên, nhu cầu học tập và làm việc tại nhà lại tăng cao, nhưng không phải ai cũng có thể sắm cho mình một chiếc laptop hay dàn PC ưng ý để học tập và làm việc. Vì vậy, để phục vụ nhu cầu mua hàng cho quý khách hàng hạn chế rủi ro nhất có thể và nhằm hỗ trợ một cách tốt nhất cho khách hàng trong mùa dịch này, Tinh Học Ngôi Sao đã phát triển phương thức bán hàng trả góp hoàn toàn online thông qua hình thức đăng ký trả góp bằng thẻ tín dụng tại nhà. Với hình thức trả góp này, quý khách chỉ cần có thẻ tín dụng của các ngân hàng như Sacombank, Vietcombank, Techcombank, VPBank, v.v. và rất nhiều ngân hàng được hỗ trợ khác. Để mua hàng trả góp bằng hình thức này, quý khách chỉ cần truy cập vào website tinhocngoisao.com, lựa chọn món đồ bạn đang cần mua có giá trị thấp nhất là 3 triệu đồng, sau đó liên hệ tổng đài 1900-0243 để được hỗ trợ tạo link đăng ký mua trả góp bằng thẻ tín dụng trên Mbox. Tinh Học Ngôi Sao sau khi nhận thông tin sẽ liên hệ lại với bạn bằng Zalo và gửi cho bạn đường link đăng ký. Bạn chỉ cần vào link, nhập thông tin cá nhân và thông tin thẻ, sau đó tiến hành thanh toán. Như vậy là đã đăng ký mua trả góp online bằng thẻ tín dụng được rồi nhé. Tinh Học Ngôi Sao sẽ tiến hành liên hệ và xác nhận giao hàng tận nơi cho bạn. Ngoài ra, khi mua trả góp với hóa đơn trên 10 triệu đồng, quý khách còn được tặng một sạc dự phòng Anker 20.100 mAh cực chất nhé. Hy vọng quý khách có thể lựa chọn được cho mình những sản phẩm ưng ý tại Tinh Học Ngôi Sao và xin kính chúc quý khách thật nhiều sức khỏe để chung tay vượt qua đại dịch này nhé.